Em chào mọi người, chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày mới với công việc đam mê và yêu thích của em ở trên bán hàng trên YouTuber. Thì như mọi ngày em lại lên video. Xin đầu video xin chúc các bác là cùng với lại đại gia đình trên mọi miền Tổ quốc mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc các bác nhé. Gặt hái được nhiều thành công để thỏa sức đam mê những ngành đam mê riêng của mình. Thì đến với video của em thì em vừa chốt xong về vấn đề là comment bình luận trên kênh của em ghi nhận ngày hôm qua trên YouTube. Thì số series giống vẫn đang còn đây các bác nha, số vẫn đang còn series đang ở đây. Anh em đi ngang qua kênh của em vẫn tiếp tục vào bình luận. Ngày hôm nay đang bước sang 3 ngày. Đấy, các bác vào bình luận comment qua những giờ nghỉ ngơi vui vẻ, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Và món quà để cưới đi không đồng, đó là một cái đầu Panasonic BM37, sử dụng điện 100V, ngoại hình đẹp các bác này. Đấy, trước màn hình điện thoại của em đây, đây rất chi là đẹp. Hôm nay đang bước sang 3 ngày. Đấy, 3 ngày thì anh em vào tiện tay để hợp lệ với lại món quà, cho em xin một nút đăng ký, ấn chuông ở bên cái hình ảnh cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại, tivi, laptop, máy tính của các bác để em được tương tác và càng ngày nó càng đi xa hơn. Và tiện tay cho em xin một like cũng giống như chia sẻ thì ok các bác nhá. Đó là hợp lệ và nhận quà thì đăng ký, tiện tay cho em xin một nút chia sẻ là ok, bình luận chung cùng với anh em cho nó vui. Và đây là cái bảng phát tài phát lộc thông tin của em trên YouTuber, bao gồm tên em này, số điện thoại quen thuộc này, mua hàng nhanh nhất cũng giống như là kết bạn Zalo tâm sự này, nhận quà này, và các cái thông tin cơ bản của em ở đây. Đấy, và phần quà gửi đi không đồng trên mọi miền Tổ quốc là BM37 và số series đang nằm ở trong này các bác nhé. Đấy, em vừa chốt xong. Ok các bác này, vẫn đang còn cơ hội cho những anh em may mắn của ngày hôm nay. Em xin qua phần quà. Đi vào video bán hàng của ngày hôm nay thì hôm nay thì cảm ơn anh em luôn đồng hành ủng hộ. Ngày hôm qua em được một cái đầu cũng giống như là một đôi loa của dàn chung. Đấy thì ngày hôm nay em đi vào video, em lên mã số 1 các bác. Mã số 1 ngày hôm nay em lên một con táp của Ungio các bác. K501, tức là con cassette đấy các bác. Cassette này là thuộc vào cassette nằm, size nhỏ các bác nhá. Rất chi là nhỏ gọn và đồng thời là nguyên zin và nguyên bụi, cũng thấy hơi đẹp đẹp các bác. Sử dụng điện 100V, đây là line out và line in, tức là in là vào, còn line out là ra các bác, ra thiết bị khác để ghép vào để chúng ta nghe nhạc. Đây, dây nguồn còn đang còn nguyên zin này, nguyên bụi đây các bác. Đấy, chưa có lau chùi và tân trang gì cả. Đấy, mã số 1 em đã test các bác nha. Con táp này em mới nghe tiếng của Nhật thôi, băng của Nhật, tiếng của Nhật, nhưng mà nó chạy cả hai chiều, trái và phải. Đây là cái nút chạy trái và phải các bác, đây là nút nguồn. Con này có một cái chất âm rất chi là nhẹ nhàng, rất chi là nhẹ nhàng. Đấy, mình để cái táp nằm, một cái cạnh nằm vào đây các bác, đây nó có hình một cái táp luôn rồi, vừa khít luôn, bỏ cái là nó hít vào, sau đấy là ô bền. Đấy là lúc này là nó ra cho một chất âm nghe tiếng Nhật thì em cũng không hiểu gì cả, nhưng mà em cảm giác được là nó chạy rất chi là nhẹ nhàng, và đồng thời em mới nghe một đoạn thôi là đồng thời cho chất âm rất chi là hay. Khi em lấy qua những cái đầu âm âm ly của Onkyo, đầu của Onkyo đấy, thì con này đã chạy hai chiều ok các bác này nha. Size này là size nhỏ thôi, hơn 10, khoảng dao động khoảng 18, để anh em chúng ta về là rất dễ nơi để mà cho chất âm rất chi là hay. Mã số 1 650k em bao ship các bác này, đâu cần phải 3-4 triệu các bác vẫn có thể là nghe được ok, chất âm thậm chí còn hay. Em lên mã số 2. Mã số 2 của ngày hôm nay thì em lên một cái đầu của Onkyo CX185X các bác nhé. Con này có thêm cái biển logo ba gạch ở đây rất chi là đẹp các bác này, màu vàng, tức là chấm 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 giống như nút ô bền này, rất chi là đẹp. Đấy, bằng đồng hay bằng cái gì vàng vàng chanh luôn. Đấy. Đấy. Logo biệt hiệu của riêng của thằng đèn ông 185X, Onkyo 185X các bác. Tức là giống như kiểu phiên bản thừa thêm chữ X.
phiên bản sau các bạn. Con này của em là CR185X Margin Japan IC100 40W Optical có in không có out, 4-16 ohm chở khoáng. Anten của AM và FM và các line nghe nhạc bao gồm là line in, line out, tap in, tap out, MD in, MD out, red, rồi Romania control lệnh. Đây, đây các bạn. Mã số 2 trước màn hình điện thoại của em đây, hàng zin nguyên bùi, em đã test CD nhủn hết dây cô loa này, dòng này dòng rất lâu rồi, do đó cho nên dây cô loa chịu không nổi, nó bằng cao su các bác, nó sẽ đứt, cho nên là 100 con thì gần như là dòng này nó hàng đời trước, cho nên là 100 con thì đều bị đứt cả 100. Đấy, dây đang còn bó nguyên từ ở bên kia về, em khui ra là em để như vậy luôn đấy các bác. Các bác về chỉ cần một chút xíu thôi à, là sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành ngày nào ngay. Mã số 2 chỉ chạy LX này, giá chỉ 450k cho chất âm rất chi là hơi xưa và rất chi là hay. Nếu bác nào thiên về Bedero nhạc vàng trữ tình rất chi là hợp, chở khoáng thì rộng, tha hồ anh em ghép loa. Em sang bên mã số 3. Mã số 3 thì trước màn hình điện thoại của em đây, ngày hôm nay em lên một đôi loa để nông các bác này. Đây, đây các bác. Đề nông này được bọc toàn toàn thân bằng đề can trước và sau. Có một đôi bát khoảng 13 viền bằng cao su lồi xịt màng bằng carbon chất đôm các bác. Phiên bản này phiên bản bóng các bác nhé. Đề can rất chi là bóng. Đời này của MG33 chở khoáng là 6 ohm các bác, 50W, 100W một cặp loa. Phiên bản này nó rất chi là bóng. Đây các bác. Ở đây là e căng đầy đủ các bác này. E căng đầy đủ. Con này dòng này của em ấy thì chiều cao khoảng 26 các bác nhá. Chiều ngang khoảng 17 và hầu sâu là khoảng 22. Em 1,1 triệu em bao xíu các bác này. Mã số 3. Dòng đề can bọc toàn thân. Em qua bên mã số 4. Mã số 4 của ngày hôm nay thì em lên một đôi của Onkyo. S7GX màng carbon trắng viền cao su các bác này, chất đôm. Ngoại hình màu vàng vàng rất chi là đẹp, thùng vách bằng gỗ nền bọc đề can. Dòng Onkyo này rất chi là chắc chắn. 70W, 140W một cặp và chở khoáng là 4 ohm. Đây các bác. Con này của em ấy thì e căng là đầy đủ các bác, đẹp. Mã số 4, mã số 4 chiều cao dao động 26, chiều ngang 17 và hầu sâu là khoảng 23 các bác nhá. Màng trắng các bác này, con này rất là xinh. 800k em bao ship mã số 4 các bác. Nặng khoảng 8 kg. Em lên mã số 5. Hôm nay em lên những cái dòng của Onkyo hệ đầu đứng này. Có hệ thống chỉnh bass jack FM full tần số ở trên máy để cho các bác chọn những mẫu mã ok. Để em giới thiệu từng món một. Em lên mã số 5, em lên một bộ của Onkyo là FR155 các bác này. Đấy các bạn.
Con này màn hình này là màn hình LED xanh các bác nhá. Những cái dòng như thế này là cho chất âm là rất chi là ấm và hay nè. Em đã test rồi nè. Để em xoay ngoại hình về đằng sau. Đấy, mặt trên này, đằng sau này. Có rất nhiều anh em là thích, các bác thích những cái này. Đây. Loa này, khung thành sát cạnh. Có nhiều anh em các bác thích về những cái dòng như thế này. Điện sử dụng điện 100V này của Made in Japan. 48W optical làm giải mã này. Các line nghe nhạc rất chi nhiều, anten của AM FM để nghe này, cổng súp này. Optical in và out đây các bác. Đây là loa bên tay phải này. Đấy. Đẹp. Cái căng đầy đủ này. Núm nhọn thành loa đẹp. Đầu nguyên zin và nguyên bụi, nguyên một bộ. Con này em đã test CD chạy ok các bác nhá. MD chạy này. AUX nghe nhạc qua điện thoại là máy tính laptop chạy này. FM 108 full tần số này. Đấy. Có hệ thống chỉnh trực tiếp bát jack âm 10 và cộng 10 các bác nhá. Đấy. Bộ này đẹp các bác. 1.650.000 đồng em bao ship nguyên một bộ này. Bác nào lẻ loa lẻ đầu ở như mã nào thì cứ báo em nhá. Mã số 6 các bác. Mã số 6 thì dòng này là 155A. Thiếu chữ X các bác này, phiên bản trước. Đấy. Màu con này màu nó giống như màu hoa cải các bác. Đây. Mặt phay nhôm này, dòng này dòng 155X AX các bác. Loa D002 phiên bản sơn, qua vận chuyển cũng bị cày cái này là vào thành xe các bác này. Đây, sơn toàn thân, dòng này nó rất chỉ là chắc chắn. Optical in và out này. Điện sử dụng 100V này. 64W các bác nha. Của Japan sản xuất này. Anten của AM FM này, cổng súp này các bác này. Đây, loa bên tay phải này. Dòng này nó được phiên bản sơn cho nên có một lớp sơn ở ngoài nó bảo hộ rất chi là tốt, và chỉ có cho dao vào hoặc cậy hoặc là giống như kiểu là bị xe cày kia thì thành xe thì ví bị thôi. Đây các bác, cái căng đây. Con này của em thì em đã test MD chạy ok các bác này. FM 108 này, AUX nghe nhạc qua máy tính laptop này, điện thoại này. Những cái dòng này thì có hệ số chỉnh nghe nhạc đây các bác nhá, 1, 2, 3, 4 thôi, cũng đã hay rồi. Đây, không có hệ số chỉnh bắt chép. 1.500.000 một bộ các bác này, em bao ship này. Anh em chơi những cái dòng này rồi thì mới hiểu được cái dòng này như thế nào. Em lên mã số 7. Mã số 7 em lên một bộ của Onkyo. Con này là 155A luôn. Mặt phây vòng vàng. Con mã số 6 thì mặt tím tím hoa cà bóng. Đấy. Phiên bản loa D02 phiên bản sơn. Đây các bạn, vuông thành mà sát cạnh. Những cái dòng loa như thế này thì các bác yên tâm để các bác xài. Optical để làm giải mã in và out này. Súp các bác này. Các line nghe nhạc này. Chạm loa này. Anten của AM FM này. Điện sử dụng 100V này. 64W này. Mat dây in của Japan này. Và chiếc loa bên tay phải này. Vuông thành sát cạnh các bác nhá. Đấy. Và đây là đôi căng. E căng đầy đủ các bác, nguyên một bộ, bao gồm cả loa cả đầu, các bác về tiện nghe thôi. Trước khi gửi đi thì em sẽ gửi thêm một cặp dây loa dài khoảng 2 vế, 1 vế 1 mét để cho các bác này. CD em test rồi này, kén này, CD xịn là chạy, CD trước là không chạy. AUX nghe nhạc qua máy tính laptop, điện thoại này, có thể gắn thêm Bluetooth. FM 108 này, full thần số này, con này có hệ thống chỉnh nhạc 1, 2, 3, 4 này. Rút rát này, đầy đủ các bác, 1.500.000 em bao ship này. Tha hồ các bác chọn màu, hôm nay rất chỉ là nhiều. Rồi mã số 8 tiếp các bác. N3X. Mặt toàn là những con này là những toàn đèn LED xanh hết các bác. Loa D02A. Cái này thì thường thường là nếu anh em để là hay để như thế này các bác nhá. Đấy. Ví dụ như vậy, đấy. Để là hay để như thế này, bởi vì cái đầu nó hơi thấp hơn. Đấy.
Loa đây các bạn. Lòng loa như thế này rất chi là ok. Rồi, con này là hướng dẫn sử dụng điện 100V các bạn này. 42W, mắt in của Jaban N3X Onkyo, cổng súp này, optical chỉ có out các bác nha. Anten này, FM này, AM này. Các line nghe nhạc các bác cứ cắm vào cổng in là nghe. Đây in này, đây out này, in này, out này. Và đây là chạm loa, chạm của dây loa. Và chiếc loa bên phải EQ căng đầy đủ các bạn. Đây, con này của em thì CD chạy ok các bác nha, MD chạy ok, FM 108, bát chép chỉnh trực tiếp ở trên máy, màn hình xanh, tuyến loa đẹp, đầu đẹp. 1.600.000 đồng em bao ship này, nghe đa thể loại dòng nhạc. Em sang mã số 9 trước màn hình điện thoại của em đây, là một con FR155A các bác. Chiếc loa bên tay trái các bạn này. Đây các bạn, hướng dẫn sử dụng này, điện 100AC này, 64W này, mắt đầy in của Jaban này, Onkyo này, súp này, chạm loa này, optical in và out này, anten của FM này, anten của AM và các line nghe nhạc in out này. Các bác thích nghe cổng nào thì chỉnh màn hình nó về chức năng của cổng đó các bác nha. Loa bên tay phải này. Mã số 9 các bác này. Đấy, đang bị kênh cái dây điện các bác. Đấy, kênh cái dây điện. Đấy, nó bằng này các bác, nó không lệch như vậy đâu. E căng đầy đủ. Em đã test AUX ok, FM ok. Con này có hệ thống chỉnh nghe nhạc ở đây. Toàn thân bằng gỗ nền, bằng gỗ nền ép full hết. 1.400.000 em bao ship các bác này. Em về mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay em lên một cái đầu đề đâu. Một đầu này của MA3 các bác. Nét luôn, nét như đèn ông. Rồi cái này chỉ cần đập là lên một cái là ok dùm em các bác nha. Đây điện 100 này, 55W này, đèn ông MA3 này, cổng súp này, chạm loa từ 6 cho đến 16 ohm này, optical in này, optical out này, anten của AM FM này và các line nghe nhạc này, ví dụ như là tap in tap out này, AUX in này, AUX out này và USB các bác nha. Mã số 10, cân nặng khoảng 9kg, mặt phê sáng bóng luôn. 1.200.000 em bao ship. Em đã test này, MD chạy ok này, MD là đĩa này các bác nha, hay người ta gọi bằng MD. AUX nghe nhạc qua máy tính laptop điện thoại này, USB này, FM 108 này, bát jack chỉnh trực tiếp ở trên máy nghe đa thể loại dòng nhạc. Đấy. Em lên mã số 11. Em lên một con cũng đời khá cao, giống như là khá gấu và mặt khá đẹp. MG55 DVD. Con MG55 DVD này sử dụng điện 100V 70W các bác này. Đèn ông MG55. Optical này, in này, optical out này. Đây là cổng video này. Các bác nha, để hệ thống chạy đĩa DVD. Đĩa phim thì sẽ lấy tín hiệu này ra để xem phim. 6 cho đến 16 ohm này. Đây là cổng 3.1 xanh, có thể gắn thêm là sụp rao này, súp này, center này. Đấy, đây là các line nghe nhạc của in và out. Mã số 11. Nguyên zin và nguyên bụi, màn hình đã đẹp. MD chạy ok này. AUX nghe nhạc qua máy tính laptop ok này, điện thoại này. FM 108 full tần số đài Việt Nam này. Có hệ thống chỉnh bát chắc trực tiếp ở trên máy, âm 10 và cộng 10. Nghe đa thể loại giọng nhạc. 1.300.000. 1.300.000 em bao ship các bạn này. Nặng khoảng 9kg.
Em lên mã số 12. Mã số 12 ngày hôm nay là em lên một con đề nông của dòng đời MX11 các bác này. Mặt hơi lùm lùm. Hơi lùm lùm một chút xíu thôi các bác nhá. Đấy, một phây phây hơi lùm lùm một chút xíu thôi. Rất chi là xinh xắn. Đề nông MX11 điện sử dụng 100V, 55W. Đây là chạm loa các bác nha. Chạm loa này là 6-16 ôm bằng bắp chuối. Optical đây, out USB đây. Đây, anten đây, các line nghe nhạc đây các bác. Con này em đã test này. AUX là nghe nhạc qua điện thoại, máy tính, laptop là ok. USB em chưa test các bác nha. FM full tần số 108 đài Việt Nam. Chỉnh bắt nhắc trực tiếp ở trên 10+10 nghe đa thể loại dòng nhạc. Mặt mũi đẹp. Qua vận chuyển bị mất một cái nút qua bài CD này ở đâu rồi các bác? Con này nó có nhiều cổng, BC in này. Nó đủ thứ luôn các bác, BC này, BC audio in này. Nó nhiều cổng lắm. Đời 11. 1 triệu mốt được bao ship này. Anh em mà ai mà hiểu thì mới xài hết được, cũng giống như là ngâm cứu nhiều thì sâu thì mới xài hết được chức năng của những cái dòng như thế này. MS77 DVD các bác này. Sao chép CMD rồi là nói chung là nó nhiều lắm các bác. Z rồi, phono rồi. Nhiều lắm, đấy. Bài số 7 75W điện sử dụng 100, 6-16 ôm chở khoáng này, súp để gắn súp điện. Các line nghe nhạc này, của video lấy video tín hiệu này. Optical in và out và các line nghe nhạc này. Rất chi là nhiều các bác. Mã số 13. Em đã test này, AUX ok. FM là full tần số 108. Bát chép đa nghe đa thể loại dòng nhạc, chỉnh trực tiếp ở trên máy. 1 triệu 2 em bao ship này, nặng khoảng 9 kg. Anh em sở hữu là một cái đầu đẹp đẹp về chơi. Rồi em lên mã số 14. Lên hai con bát các bác. Một đôi của BMB. BMB này, BMB của China xịn các bác nha. Đây. Đây. Chạm loa đây, từ đôi, từ kép, gọi là từ kép đấy. Côn đây. Rồi con này BMB chở khoáng 8 ôm để anh em lên thùng 100W, 200W một cặp. Mắt in của China, hàng China zin. Một đôi này cả nguyên thùng. Còn chống mốc, còn tất cả đầy đủ các bác này, còn mới. Anh em về lên thùng hoặc là thay thùng. Thay bát nhà mình, hoặc là kiếm được cái thùng chắc còn mà thùng của nó xấu bát 20. Anh em về bị bát bị hư ấy, mua rẻ về thay. 900k em bao sức các bạn ạ. Em lên mã số 15. Mã số 15 ngày hôm nay thì em lên một bộ Onkyo của N3X luôn các bác. Màn hình màu xanh. Đấy, loa vuông thành sát cạnh. Đấy. Loa hình vuông vuông. Loa con này đằng sau hơi xấu bác nhá. Dính nước rồi. Vẫn tân trang được nhưng mà hơi xấu thôi. Đây. Súp này. Điện sử dụng 100 này. Onkyo N3X này, 42W này, optical các bác này, out này, chạm loa này, anten này, đây, đầy đủ các bác nhá. Chiếc loa bên tay phải này. Đây. À, con này á thì e căng đầy đủ, loa em đã test ok các bác này, núm nhọn, đấy, trước màn hình điện thoại của em đây. À, tình hình là con này là CD chạy ok. AUX chạy ok, FM 108 ok, bát chắc chỉnh trực tiếp ở trên máy. Nhưng mà màn hình lên rất là đẹp. Rờ le đánh ok, nhưng mà cái đầu không ra tiếng các bác nha. Đấy. Em bán 400k cái đầu không. Đôi loa em test ok rồi, 600k các bác này. Tổng một bộ này 1 triệu. Đấy. Bao ship luôn các bác. Bác nào lấy lẻ báo em.
Em sang mã số 16. Mã số 16 của ngày hôm nay em lên một một bộ Onkyo của FR155AX trước màn hình điện thoại của em đây. E căng đầy đủ. Loa đây các bạn. Phiên bản sơn. Phiên bản sơn này nó vẫn bền các bạn. Điện 100V, 48W. Mắt in của Japan. Optical in và out, sub và các line nghe nhạc bao gồm có cả anten, chạm loa đầy đủ các bác nhá. Em e căng đầy đủ này. Con này em đã test MD chạy ok. CD là không chạy. AUX nghe nhạc qua máy tính laptop là ok. Giúp em full tần số. Chỉnh bắt chắc trực tiếp ở trên máy nghe đa thể loại dòng nhạc. Màn hình xanh. LED xanh. Mã số 16. 1.600.000 em bao ship các bạn ạ. Em sang mã số 17 của ngày hôm nay. Mã số 17 của ngày hôm nay em lên một đôi loa của đèn ông. Các bác thích ghép với đầu cũng được. Rẻ mà các bác. Tới có 1.900.000, chưa tới 2 triệu một bộ thì thôi. ME3 trở khoáng 6 ohm, 50W, 100W một cặp các bác. Chất âm đàn ông thì ok rồi. E căng đầy đủ các bác, sử dụng đôi bát 12, màng carbon viền cao su, chất đôm. Chiều cao con đàn ông này dao động khoảng 26, hầu sâu khoảng 22 và chiều ngang khoảng 17. 750k em bao ship các bạn ạ. Em lên mã số 18. Mã số 18 ngày hôm nay em lên một đôi của Onkyo. Onkyo SX7A các bạn. Thân hình màu mận chín. Chắc chắn. Đây các bác. SX7A 70W trở khoáng là 5 ohm. 140W một cặp. Chiều cao 26, chiều ngang khoảng 17 và hầu sâu khoảng 22, sử dụng đôi bát 12, màng carbon, viền bằng cao su, núm bằng mũi tên, chất đom, lỗ thông hơi đằng trước. Cân nặng khoảng 8kg, 700k em bao ship các bạn ạ. Em lên mã số 19. Mã số 19 của ngày hôm nay em lên một đôi loa của V3E. Dòng này có phân tần. Rất chi là gấu các bạn. E căng bằng nhung lụa đầy đủ. Đối với dòng này thì 100% về là bị mục viền đó nha. Đấy, mục viền thì em sẽ thay. Đôi này rất chi là đẹp. Đấy. Các bác có yêu cầu về vọc vạch thay thì thay, còn không thì em thay. Em thay rồi xong xuôi rồi em gửi về cho các bác. Các bác lấy càng nhiều đôi thì càng giá càng ok các bác nha. V3E 70W 140W một cặp, trở khoáng 6 ohm, sơn zin nguyên bản, đẹp. Góc cạnh đẹp. Gỗ rất chi là thơm các bác. Con này không biết là nó sử dụng cái gì mà thấy thơm thơm. Ở chiều cao của con này khoảng 25-26, chiều ngang khoảng 16 và hầu sâu khoảng 22, chưa tính nghe căng. 700k em bán như thế này. Thêm 100k nữa em sẽ đi bao ship đi thay viền cho các bác. Và kết thúc video ngày hôm nay, em dừng lại ở đây các bác nhá. Hẹn các bác lại anh em đam mê là ngày mai. Em xin tổng chào các bác.